OnePay Roblox khuyến mãi tưng bừng Tết 2023. Shop Roblox của thuyền trưởng Sám Sói mới khai trương với vô vàn tài khoản VIP và vòng quay giải thưởng siêu to khổng lồ. Cùng ghé vô Sám Sói Roblox nào anh em ơi, link ở phần mô tả nhé. Top 7 người sở hữu quyền lực có thể thay đổi thế giới OnePay. Yo, xin chào 500 anh em bạn đọc Sám Sói đã đến với channel của mình. OnePay là một thế giới đầy rẫy sự hỗn tạp, lấy bối cảnh thời kỳ đại hải tặc lộng hành truy tìm kho báu vĩ đại. Rất nhiều thế lực nổi lên tranh giành quyền lực, ai cũng muốn trở thành bá chủ thế giới. Tứ hoàng hay hải quân không phải lực lượng duy nhất đối đầu nhau. Như chúng ta biết ở đó thì còn có quân cách mạng, thế giới ngầm hay những bè phái có thể chi phối tình hình thế giới theo cách của riêng họ. Đứng đầu mỗi tổ chức là những thủ lĩnh tối cao, những người này lại đối đầu nhau với tham vọng trừ khử đối phương. Có những người chỉ cần một chiếc mõm cũng đủ sức thao túng vạn vật. Đố các bạn biết là ai đấy? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp cho anh em top 7 kẻ được xem như sở hữu quyền lực lớn nhất có thể thay đổi thế giới OnePay theo mong muốn. Ngay bây giờ, get go thôi! Một, Im Sama và Ngũ Lão Tinh, chính quyền thế giới. Đứng đầu cho danh sách 7 cái tên được xem như quyền lực nhất thế giới, Im Sama và Ngũ Lão Tinh, thủ lĩnh đứng tối cao của chính quyền thế giới. 800 năm trước đây, chính phủ được thành lập bởi Liên hiệp 20 quốc gia, lực lượng đánh bại vương quốc cổ đại và phát triển đến 170 quốc gia vùng lãnh thổ cho đến thời điểm hiện tại. Họ gộp chung tên gọi chính phủ thế giới, tương tự Liên hợp quốc ở ngoài đời. Đứng đầu là Ngũ Lão Tinh, người ra lệnh trực tiếp cho Hải quân, Superpol và Thất Vũ Hải, ba lực lượng nòng cốt. Sau này, Thất Vũ Hải bị xóa bỏ bằng SSG, Tổ chức Khoa học gia vĩ đại. Ngũ Lão Tinh sở hữu quyền lực độc nhất vô nhị, có thể triệu tập Booster Call lúc nào cũng được. Họ nắm quyền điều khiển cao nhất các Seraphim, chưa kể còn được xem là thiên long nhân cấp cao so với bọn Tenri Ubito rẻ rách. Năm ông già về ngoại hình không có chút thay đổi sau 20 năm, do đó nhiều người cho rằng họ đã có khả năng bất tử. Và tất nhiên, nhìn Crusade chiến như thế, ai cũng biết rằng họ rất mạnh, có được khả năng chiến đấu thuộc dạng top luôn. Thánh Saturn Debut suy ra thì các lão già kia cũng được đặt theo tên của những hành tinh quay xung quanh mặt trời trên đỉnh thế giới. Kẻ nắm giữ ngai vàng trống đó là Im Sama, người khiến cho Ngũ Lão Tinh cũng phải cúi đầu. Có thể nói Im chính là kẻ đứng sau thao túng chính phủ, chùm cuối khó nhằn nhất mà Luffy phải vượt qua ở cuối chuyến hành trình. Hiện tại nhân vật này vẫn đang là kẻ mang trong mình quyền lực khủng khiếp nhất, ấn nút bay màu vương quốc Lulucia ở trong một nốt nhạc. 2. Thủy sư Akainu, Hải quân. Đối với chính phủ, lực lượng hải quân lực chiến được xem như là cánh tay phải đắc lực của họ. Thực tế ngay từ đầu, hải quân mới là phản diện chính đối đầu với phe hải tặc. Ở đó, thủy sư đô đốc được coi là nhân vật quyền lực nhất. Hải quân là một tổ chức đa cấp được phân chia rất nhiều cấp bậc. Để kêu gọi một cuộc thanh trừng Booster Call, cần tập hợp đủ 6 phó đô đốc trên cơ một chút. Và bất kỳ ai trong số 3 đô đốc đó cũng có thể ra lệnh trừ khử bất kỳ một hòn đảo nào ở trong nháy mắt. Đứng trên cả 3 đô đốc hải quân là ngài thủy sư, nhân vật vừa có quyền vừa có thế, giữ vai trò chỉ huy ra lệnh trực tiếp cho các đô đốc bên dưới. Người này thường không ra khỏi tổng bộ bởi phải giải quyết trăm công nghìn việc. Sengoku là thủy sư tiền nhiệm, còn kẻ đang nắm giữ quyền lực tối cao ở tổng bộ hải quân không ai khác đó chính là chó đỏ Akainu. Sau 2 năm, hải quân điều hành bởi Sakazuki được nhận xét trở thành một trong những lực lượng cực kỳ hiếu chiến, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Họ lấy danh nghĩa thực thi công lý nhưng mà đã không ít lần giết hại người dân vô tội để các bí mật không bị bại lộ. Theo Akainu, những điều như vậy là cần thiết vì không có gì tuyệt đối phải đánh đổi hết. Akainu thì nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, bản thân ông ấy cũng được so sánh vị thế ngang ngửa một tứ hoàng với sức mạnh. Dù sao, lực lượng hải quân vẫn mạnh hơn bất kỳ một băng tặc nào, chưa kể clan của Yonko. Tiếng nói của Sakazuki ở trong tổng bộ không có gì phải bàn cãi. Hắn làm việc trực tiếp dưới trướng của tư lệnh công cũng như là Ngũ Lão Tinh, nhưng mà cách thức hoạt động hoàn toàn do Akainu chủ động. Chỉ cần mục tiêu bị tiêu diệt là được, không cần biết phải đánh đổi hậu quả như nào. Thế nên chó đỏ xứng đáng nằm trong top 7 người có thể thay đổi thế giới OnePay theo mong muốn. Và thứ ba đó là Tứ Hoàng Hải Tặc. Tân thế giới là vùng biển nửa sau của Đại Hải Trình. Chỉ những kẻ đủ mạnh mới vượt qua được đảo Người Cá và tiến vào New World, nơi được cho còn khủng khiếp hơn cả Paradise rất nhiều.
Ở đây lưu truyền một giai thoại bất tử, muốn tồn tại chỉ có hai cách duy nhất. Một là đầu quân cho Tứ Hoàng, hai là chiến đấu chống lại họ. Vậy Tứ Hoàng là cái gì mà ghê gớm đến thế? Theo dòng lịch sử, sau khi mà vua hải tặc Roger bị xử tử, biển cả nổi lên cơn sóng hải tặc chưa từng có. Ở đó có bốn tên hải tặc sừng sỏ nổi lên, nắm giữ bốn vùng biển. Họ được coi là Yonko Tứ Hoàng, những vị vua của biển cả. Bốn kẻ này sở hữu thế lực có thể trở thành đối trọng lớn với tổng bộ hải quân. Garp đã từng nói, lực lượng tổng bộ chỉ có thể đương đầu với duy nhất một băng hải tặc Tứ Hoàng, đủ cho thấy thế lực Yonko khủng như nào. Nó nắm giữ trong tay hàng nghìn đồng minh, rất nhiều băng hải tặc đàn em và cả những thứ giá trị như polyp, xích phiến hay là những thông tin về vũ khí cổ đại. Toàn những thứ chính phủ rất sợ hãi. Bốn Tứ Hoàng chia nhau địa phận cai trị, họ coi nhau như kẻ thù nhưng mà rất ít khi đụng độ trực tiếp. Thay vào đó cố gắng củng cố lực lượng hoặc là bắt tay liên minh để cùng thực hiện tham vọng truy tìm One Piece. Mỗi khi một Tứ Hoàng bị đánh bại hoặc có người thay thế, tình hình thế giới sẽ luôn xoay chuyển một cách chóng mặt. Cán cân quyền lực thay đổi dẫn đến tình trạng bất ổn ngay cả trong chính bộ máy hoạt động của hải quân. Sự kiện đế chế Big Kai bị lật đổ và sự kiện lên ngôi của hai tân Tứ Hoàng Buggy, Luffy đã từng khiến cho Akainu phải vò đầu bứt tai, đêm quên ăn mà ngày quên ngủ. Tứ Hoàng là những kẻ gần nhất với ngôi vị vua hải tặc. Bất kỳ một động thái nào của họ cũng khiến cho thế giới chao đảo dữ dội. 4. Morgan, báo chí. Không phải một tổ chức hùng mạnh gì, nhưng báo chí với tiếng nói tự do ngôn luận luôn mang đến những thứ vô cùng hay ho cho người hâm mộ. Liều báo Morgan, người khởi xướng nên phong trào Hot Trend, phóng đại sự thật để giật gân độc giả. Chỉ cần ở đâu có tin sốt dẻo, ở đó có dấu răng của ngài. Đừng ngu dại mà hỏi, tin chuẩn chưa anh? Hãy tự đi tìm hiểu ai đã đăng tin đó lên. Nếu là Morgan, auto là chuẩn em nhá. Morgan dần trở thành một vị đấng mới ở trong One Piece với những phát ngôn gây sốc. Sự kiện Luffy được gọi với danh xưng ngũ hoàng cùng với hàng loạt chiến tích đã tạo dựng ở Dressrosa và đảo bánh đã được Morgan tổng hợp là một bài báo để đời, đưa tên tuổi của Luffy lên một tầm cao mới với truy nã đó là 1,5 tỷ Belly cho tên hải tặc siêu tân tinh 19 tuổi. Sức mạnh ngôn từ, Morgan có thể thay đổi càn khôn, thao túng tâm lý mọi người ở trên khắp thế giới. Lão này thì chuyên thổi phồng tin tức có phần ưu ái Luffy. Có vẻ như hắn rất thích đã đưa tin giật gân liên quan đến việc chống phá chính quyền. Hẳn anh em còn nhớ, cũng với ngòi bút của lão, sự kiện Sabo đột nhập thánh địa cứu Kuma đã được vẽ vời chiến tích nhà phục kích hoàn hảo quân cách mạng. Riêng Sabo sánh ngang với vị thế của nhà cách mạng Dragon với danh hiệu Viêm Đế. Mới đây thôi, ở chương 1074, Morgan lại comeback với màn tái xuất chuẩn bị cho một bài báo để đời tiếp theo. Tựa đề lần này là băng mũ rơm đã bắt cóc Vegapunk như thế nào. Dự đoán tập tuần san sắp tới của lão sẽ lại lọt top 1 bán chạy nhất thế giới cho mà xem. Đúng mấy quả nhà báo có tên là Morgan luôn có một cái gì đó khác biệt anh em nhờ. Hẳn fan MU vẫn chưa quên được sự cay cú từ buổi phỏng vấn giữa anh 7 và Morgan đúng không? Ảo thật đấy. Morgan ở trong One Piece thì cũng thuộc diện quyền lực nhất con mợ nó rồi. Tin tức nào hắn phát ngôn thì được săn đón còn hơn cả các ngôi sao showbiz mới nổi ấy. Mõm chúa ghê thật đấy. 5. Dragon, quân cách mạng. Thủ lĩnh của quân cách mạng, người khởi nguồn cho phong trào đối đầu chính quyền, làm sao có thể không xuất hiện ở trong top 7 hôm nay? Robin đã từng giới thiệu thế này, thông thường ấy, hải tặc sẽ không đối đầu với hải quân dù có là Tứ Hoàng, nhưng một lực lượng mới nổi vài năm gần đây trở thành cái gai ở trong mắt chính phủ, quân khởi nghĩa được dẫn dắt bởi Monkey D. Dragon, người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Cha của Luffy, một tay gây dựng cơ đồ, quân cách mạng ngày càng trở nên rộng, tập hợp rất nhiều thành viên xuất sắc, trong đó thì có Sabo là tổng tham mưu, các đội trưởng sư đoàn tứ phương và nhất là một số chỉ huy nòng cốt của tổ chức như là Ivankov, Kuma, v.v. Lực lượng này hiện tại phát triển không khác gì sức mạnh của một băng Tứ Hoàng, cái họ hơn là cân số. Cơ bản điểm đáng sợ nhất với chính quyền thế giới là thành viên của quân cách mạng, chủ yếu là người dân nô lệ từ khắp nơi trên thế giới. Khi họ tập hợp lại sẽ cực kỳ khó giải quyết bởi người dân là nền móng của mỗi quốc gia. Họ tạo phản thì bỏ mẹ luôn chính quyền từ bên trong rồi. Dragon là mục tiêu săn đuổi hàng đầu của chính quyền. Băng Tứ Hoàng có thể họ không mấy chủ trương tấn công, nhưng nếu như mà phát hiện ra bất kỳ một tung tích về căn cứ hay là thành viên nào của tổ chức, chính quyền luôn ưu tiên tiêu diệt quân khởi nghĩa trước. Và ngược lại, Anh Long cũng đâu có vừa đâu. Thay đổi địa điểm tập kết liên tục, quân cách mạng đang chuẩn bị cho bước đi cuối cùng, tiến đến trận chiến định mệnh.
Chỉ cần The Lion ra lệnh, tất cả lực lượng nòng cốt từ khắp nơi trên thế giới sẽ đồng loạt nổi dậy, tạo nên cơn sóng khởi nghĩa chưa từng có ở trong lịch sử. 6. Các chùm thế giới ngầm. Ở vị trí kế cuối, không thể không kể đến các ông trùm thế giới ngầm, những người giữ vai trò chi phối quyền lực từ bên dưới. Thế giới ngầm lần đầu tiên được nhắc đến tại phần Derosa, sau đó tiếp tục đề cao ở Totoland. Các trùm của tổ chức quyền lực đến nỗi đích thân được Big Mom mời đến dự buổi tiệc trà, cũng như ở phòng VIP chiêu đãi như là khách quý. Tutsi, bà trùm của khu ăn chơi phố đèn đỏ. Morgan, cánh báo chí săn tin tức. Hay là Duflap, kẻ đã tài trợ tổ chức MADS năm xưa. Tất cả họ đều hoạt động ngoài vòng pháp luật. Ngay cả Superpol cũng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ việc cố gắng nắm bắt nhiều thông tin nhất có thể. Do Flamingo, dưới thân phận của Joker, cũng là một trong những ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm, kẻ chi phối phần lớn các hoạt động mua bán vũ khí. Chính hắn đã tiếp tay khuấy động những cuộc chiến ở quốc gia, hòng bán vũ khí với giá cắt cổ. Hắn còn hợp tác với Sister Cloud, tạo ra nguồn cung cấp trái ác quỷ nhân tạo cho bảng tặc tứ Hoàng Kaido. Khi mà Joker bị bắt, chúng ta thấy rõ rằng thế giới ngầm đã tác động mạnh mẽ đến thế giới thực như thế nào. Nguồn cung cấp vũ khí, nguồn cung cấp trái ác quỷ bị cắt đứt, dẫn đến tình trạng các quốc gia thiếu hụt công cụ chiến đấu. Kaido bách thú thì nổi cơn xung thiên, đòi giết chết Luffy mụ rơm. Và tương tự, khi mà một ông trùm thế giới ngầm bị xóa sổ, quyền lực, tài sản mà người đó nắm giữ không chỉ đơn giản là tan biến, nó mang đến hậu quả cực kỳ khôn lường. Buggy, Thất Vũ Hải lúc bấy giờ, ông chủ của công ty Delivery, cũng là một trong những nhân vật hoạt động cực kỳ mạnh mẽ ở thế giới ngầm, vừa đã làm giàu nhanh chóng sau khi mà băng Don Quixote tan rã. 7. Usopp. Cuối cùng, khép lại video top 7 nhân vật quyền lực nhất hôm nay, sẽ thật mạo phạm nếu như mà bỏ qua và không nhắc đến ngài. Kẻ nói dối vĩ đại là biệt danh Oda dành tặng cho đại đế Usopp. Tất cả những lời bốc phét trước đây của ngài bằng cách nào đó đã trở thành sự thật. Một chiến binh dũng cảm của biển cả, truy nã 500 triệu Billy được dựng tượng tại Derosa, hay sắp tới còn lãnh đạo đội quân người khổng lồ Elbat. Usopp đang ngày càng chứng minh tại sao Hải quân gọi anh ấy với biệt danh đó là God, là không hề phóng đại một chút nào nhá. Vì bất khi được xếp vào diện tứ hoàng, thế nên vị trí đấng không thể lọt khỏi tay của xạ thủ băng mũ rơm. Mình tin rằng ở trong tương lai, Usopp còn thức tỉnh cả Haki Báo Vương, bởi anh ấy cũng chém gió về nó ở phần Onigashima, tự nhận do hao su cư của mình gây nên. Luôn xuất hiện như vị chúa giải cứu đồng đội trong những thời khắc quan trọng nhất, Usopp là nhân vật được đánh giá cao nhất về Haki Gió Vương, đồng top 1 với chúa hề Buggy. Chỉ cần đứng nói một cái gì đó trong tương lai, nó chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nên, ngài xứng đáng là người khép lại video top 7 ngày hôm nay. Đúng nhận, sai cãi, ai dám phản đối chứ hả? Ok, và trên đây đó là video top 7 người sở hữu quyền lực nhất có thể thay đổi thế giới One Piece. Theo anh em, còn có ai xứng đáng lọt vào đây không nhở? Comment bên dưới cho mình biết về nhé. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chào đón 3 bạn may mắn đến với channel của Thuyền trưởng Song Soi. Đầu tiên sẽ là bạn kẻ đánh cắp giấc mơ năm 239. Dâu trắng với Sengoku solo 1-1 thì ai thắng vậy anh? Nếu bạn thích thì mình sẽ làm một video so sánh sức mạnh giữa hai huyền thoại này nhé. Và bạn tiếp theo đó là bạn Boa Hancock 5037. Hello anh Song Soi nha, buổi sáng vui vẻ nha. Em bình luận đầu nè, like đầu luôn. Lâu rồi thì mới cho bà Boa lên sóng đấy. Do bà nay siêng năng nên tôi ưu ái thêm lần nữa nha. Và cuối cùng đó là bạn sát thủ hit 7110. Đăng ký like rồi mà cứ bảo chán quá cho lên TV đi anh. Anh không cho, bỏ kênh luôn. Ok ạ. Làm người ai lại làm thế nhở? Viết đúng chính tả cái đi bạn ơi. Như vậy video đã kết thúc rồi. Bạn nào chưa may mắn, chúng ta sẽ cùng chờ đợi số lần sau nhé. Ấn đăng ký kênh và chuông để nhận thông báo sớm nhất anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye.